Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái máy bơm nước chạy xăng để phục vụ cho nhu cầu cái bơm nước ruộng lúa là tắt ao vân vân. Cái máy đi kèm một cái đầu lọc, đây nhé, tại kèm một cái đầu lọc rác này. Công suất của máy thì đây, công suất của máy thì là 2,2 ngựa, 3.600 vòng trên phút, nặng 10,4 cân. Máy có xuất xứ là Trung Quốc nhé. Đường kính ống là 67. Để sử dụng máy thì đầu tiên là các bạn tháo cái khóa ra, xong chúng ta đổ nhớt, lấy cái phễu xong đổ nhớt đầy vào đây. Vặn lại. Sau đó thì đổ xăng vào đây. Nhớ độ đúng, nhớ đúng cái gen của nó nhé. Đây. Đấy. Gen của nó. Sau khi xong thì chúng ta sẽ dập cho nước nó xuống. Sau đó thì chúng ta bật cái này, bật nút on ở đây, nó còn on off này. Bật nút on off, on bật lên on, mở, bật nút tắt mở, bật mở on. Và sau khi đó thì chúng ta sẽ gạt đây, gạt nè về phía bên tay phải, bên phải. Sau đấy thì gạt nè bên ngoài, sau đó thì giật máy. Khi máy nổ thì chúng ta lại gạt bên trái và chúng ta điều chỉnh đó. Tùy theo cái mức các bạn muốn đây. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có nhu cầu muốn tour tư vấn về sản phẩm thì xin để lại số điện thoại hoặc liên hệ số 0971 709263 để được mua hàng. Xin cảm ơn.